Hello mọi người, hiện tại bây giờ là gần 7 giờ sáng và Dung đang ở trong phòng ngủ của mình. Thực ra thì Dung thức dậy khá là lâu rồi, từ lúc 4 giờ cơ, nhưng mà buổi sáng thì như mọi người biết rằng là Dung phải làm xong những cái thủ tục về thể chất, ngồi dậy thiền hít thở một chút xíu, sau đó là vận động này, rồi Dung đi bộ. Và sau khi về nhà thì hiện tại bây giờ Dung đang ngồi ở đây và Dung muốn quay clip này để tâm sự với mọi người một chút xíu và kể cho mọi người nghe một câu chuyện mà nếu ai đã theo dõi hầu hết những cái video của Dung thì Dung có nhắc đến, đó là Dung có hứa với mọi người là Dung sẽ kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện và cái nguyên do nào đưa Dung đến với chay trường, sau đó là ăn thô. Tất cả mọi thứ xảy ra đến thời điểm hiện tại bây giờ nó đều có lý do của nó hết, nhưng mà Dung thì không có cảm thấy hối tiếc vì bất kỳ điều gì, mà Dung thấy mình khá là may mắn và hạnh phúc. Thực ra thì đến với ăn chay và ăn thô, ngoài cái lý do về sức khỏe ra thì có rất là nhiều lý do khác, nhưng mà làm sao để cho Dung có thể tin tưởng vào việc ăn chay và đến bây giờ là ăn thô mà không có cảm thấy luyến tiếc hay là bị tác động bởi một ai đó, hay là bị những cái tác động ở bên ngoài làm cho mình bị chột dạ, hoặc là làm cho mình bị thay đổi, hoặc là băn khoăn lo lắng nghi ngờ về cái lựa chọn của mình, mà Dung hoàn toàn quyết định và tự chịu trách nhiệm với những cái gì mình đang làm. Và bố mẹ Dung và kể cả những người thân ở trong gia đình thì nhà Dung thì hầu hết đều là ăn chay khá là nhiều, 80% những thành viên trong gia đình thì hầu như là ăn chay trường. Và em gái của Dung thì sau khi mà nó biết mình ăn thô thì nó là người mà theo ăn chay trước Dung, và đến thời điểm hiện tại thì nó đã ăn chay được 5 năm rồi. Dung thì được 2 năm thôi, nhưng mà bây giờ thì bạn ấy cũng có cái xu hướng khi mình giải thích, mình chia sẻ, bởi vì hai người ăn chay với nhau thì nó rất là dễ trao đổi, và bạn ấy cũng đã hiểu được là cái tầm quan trọng của thực vật, đặc biệt là trái cây và rau củ tươi xanh, nó tốt như thế nào, cho nên là bạn ấy cũng đang hướng về ăn thô, và hiện tại thì bạn cũng ăn thô được 60-70%. Trong cái thời gian vừa rồi thì bạn ấy có bị Covid đấy mọi người, thì bạn ấy hầu như Dung có khuyên với bạn ấy là phải ăn trái cây và rau củ, có nghĩa là ăn thô nhiều hơn, nếu có thể thì cố gắng ít nhất là 90%. Thì bạn đã làm đúng như vậy, và bạn cũng trong cái quá trình mà điều trị Covid thì bạn cũng không dùng bất kỳ một cái viên thuốc hay là một sự hỗ trợ nào từ Tây y, mà hoàn toàn tự cho cơ thể tự chữa lành, và đặc biệt là ăn thô. Đấy, thì Dung có một cái giấc mơ cách đây 2 năm, hình như là hơn 2 năm, 2 năm mấy, gần 3 năm đấy mọi người. Dung có một cái giấc mơ khá là kỳ lạ, và đây chính là câu chuyện, đây chính là mấu chốt, đây chính là cái điều quan trọng mà đưa Dung đến với việc ăn chay và ăn thô, mà làm sao để Dung có thể có được một cái niềm tin mãnh liệt vào cái sự lựa chọn của mình. Dung thường là một người rất là không có nhiều giấc mơ, và Dung thường thì khi mà mơ thì Dung cũng không có nhớ đâu mọi người, Dung không có nhớ gì về giấc mơ của mình. Mình biết là mình mơ tối hôm qua hay là mình vừa có một cái giấc mơ gì đó, nhưng khi tỉnh dậy thì Dung hoàn toàn không có nhớ nó là cái gì. Nhưng mà cách đây khoảng năm hai đầu năm 2019, khi mà tình hình dịch đã bắt đầu bùng phát ở Trung Quốc ấy, mọi người ở Vũ Hán ấy, thì lúc đấy tại vì Dung nhắc lại, không phải là mình nhắc lại cái vấn đề dịch hay gì cả, nhưng mà nó là cái cột mốc mà Dung nhớ không bao giờ quên được. Thì buổi tối khi mình nằm ngủ thì Dung có một cái giấc mơ rất là khủng khiếp, và mình khi mình thức dậy thì mình toát cả mồ hôi hột và rất là sợ luôn. Đó là khi mà Dung đang ngủ thì Dung thấy rằng là có rất là nhiều người, một hai người gì đấy, như một cái
cái đám người đấy ấy, nhưng mà mặt mũi thì nó không có giống là con người mọi người. Nhưng mà cái người mà đến YouTube không có cho phép, nên là để Dung sẽ chắc là để những cái từ đấy ở đây, Dung sẽ ghi ra ở đây để cho mọi người thấy nhé. Thì nó khá là sợ luôn, và Dung thấy là cái hình ảnh đấy nó rất là kinh hoàng, và mình cũng không có thực sự là hiểu là lý do vì sao mà họ lại làm như thế. Và trong cái giấc mơ thì Dung cứ phải, tại vì họ làm ngay cái lưng của mình đấy mọi người, nên là Dung phải nảy lên, và Dung né 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 họ như thế này. Mình càng chạy, mình càng né ra thì họ càng lấn tới, và họ càng làm cho mình cố gắng để làm cho mình đau. Thì khi mà Dung lúc đấy thì Dung rất là sợ, trong giấc mơ Dung rất rất là sợ luôn. Và Dung bắt đầu khi mà cái tình hình nó hơi căng một tí thì Dung thức dậy, nó lên đến đỉnh điểm, cái sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm. Thì bắt đầu Dung biết rằng là khi thức dậy, Dung biết rằng là mình có la luôn ấy mọi người. Mà vì Dung sống một mình cho nên là ở cái khu của Dung thì cũng có cái sự tách biệt ra, cho nên là mọi người chắc là hàng xóm cũng không có nghe gì mình la. Nhưng mà giờ đấy thì là giờ mọi người ngủ khá là ngon, cho nên Dung nghĩ có la thì chắc mọi người cũng không có nghe đâu. Khi Dung thức dậy thì Dung hầu như là muốn rớt xuống giường luôn á mọi người, muốn lọt xuống ở dưới giường luôn. Và Dung nằm sát cái mé giường như thế này nè đấy. Mà trong cái lúc ngủ là mình nằm ở đây, nhưng mà đến khi mà mình thức dậy thì mình, vì mình lăn lăn lăn, mình cố gắng mình nảy nảy để mình né, thì mình hầu như là Dung thức dậy lại một cái chân đã bỏ xuống ở dưới giường rồi đấy. Và mồ hôi nhễ nhại, sợ hãi, rồi Dung phải ngồi một hồi để định thần lại. Và mình tự hỏi là ủa, cái chuyện này xảy ra thật hay không, hay là mình đang mơ. Thế là khi mình sờ vào lưng và sờ vào trên người mình thì mình thấy nó lành lặn, và nó không có bị một cái gì hết, không có bị một cái vết nào nào cả. Thì lúc đấy mình mới biết là mình mơ. Và trong giấc mơ đến cả bây giờ, sau gần 3 năm Dung kể lại với mọi người, thì những cái hình ảnh đấy nó vẫn còn Dung vẫn còn nhớ như in cái việc gì đã xảy ra. Và Dung kể ngắn gọn vậy thôi để cho mọi người dễ hiểu, không có đi lòng vòng. Và từ cái giấc mơ đấy thì không hiểu sao tâm trí của Dung, Dung cứ lúc nào cũng cứ Dung nghĩ rằng cái lý do, thêm một cái lý do nữa, thêm một cái động lực nữa, đó là em của Dung ăn chay trước. Mà hồi đó Dung là người phản đối bạn ấy, bởi vì Dung thấy cái giai đoạn đầu khi bạn chay thì bạn khá là gầy. Nhưng mà điều có cái là những cái bệnh vặt vặt ở trong người của bạn ấy, những cái bệnh mà từ xưa giờ, kể cả từ nhỏ ấy, nó cũng đã giảm đi rất là nhiều. Và thế là sau cái giấc mơ đấy, Dung bắt đầu có cái tư tưởng là hướng về ăn chay, và không có muốn ăn thịt nữa, không có muốn ăn mặn nữa. Mà mọi người biết không, trong cái thời gian đấy ấy, thì Dung ăn uống cũng khá là đầy đủ lúc mà trước khi ăn chay ấy. Và mình ăn cũng khá là không có ăn bậy nhiều, cũng không có ăn quá là nhiều đồ chiên xào, hay là những cái đồ ở bên ngoài, ăn vặt ở bên ngoài. Dung hạn chế, hầu như là chỉ nấu nhà thôi. Thì Dung sẽ để những cái hình đồ ăn mặn ở đây để cho mọi người xem hồi đấy Dung ăn gì. Và cũng khá là đơn giản, nhưng mà cứ nghĩ rằng là ăn như vậy đủ dinh dưỡng. Nhưng mà thực ra cơ thể của Dung, trước khi mà Dung phát hiện mình bị bệnh trào ngược dạ dày, và đi khám rất là nhiều nơi luôn, và cuối cùng đến nơi lần thứ tư mới tìm ra cái nguyên nhân của bệnh. Và mình cứ nghĩ rằng là ăn những cái đồ ăn đấy thì nó, khi mà Dung bệnh, Dung không tin rằng là mình bị bệnh. Mình vẫn vận động, mình vẫn ăn uống, mà tại sao mình rất mỗi sáng thức dậy mình khá là mệt mỏi, và người mình dường như là yếu đi, rồi đau vai gáy, rồi đau lưng, nhiều những cái triệu chứng lặt vặt mà mình cảm thấy mình, những khi mà Dung vận động với mọi người. Hồi xưa khi mà tập squat ấy, là Dung kể cả không đứng lên được 5 đến 10 lần luôn. Mặc dù hồi đó Dung mập hơn bây giờ 50 kg, hiện tại giờ Dung chỉ có 47 kg thôi. Nhưng mà mình cảm thấy cái gối mình nó cũng mỏi, và người cảm thấy giống như là nó có một cái gì đó không có ổn. Và Dung cũng không biết vì sao, bởi vì mình tự hỏi rằng là mình ăn uống như vậy, tại sao mình lại mệt như thế, mình lại bị bệnh. Đó. Và khi mà Dung theo dõi cái cơ thể của mình ấy, thì Dung bắt đầu không biết một cái điều gì đấy, cái này nó hơi tâm linh một chút xíu, nhưng mà nó hướng cái tư tưởng của Dung
lúc nào cũng nghĩ về việc ăn chay, hay là mình ăn chay đi, hay là hôm nay mình mua đồ chay về ăn đi. Và bắt đầu khi mà Dương nghĩ như thế thì Dương tìm hiểu những cái kiến thức về ăn chay trước, Dương xem mọi người ăn chay như thế nào, và đặc biệt là việc ăn chay mà không nấu nướng, cho nên là Dương xem khá là nhiều video của những bạn ở nước ngoài, ở trên Instagram về vegan, vegetarian. Vegan là ăn chay, không có đụng đến những cái đồ, kể cả là không ăn trứng luôn, mọi người không uống mật ong luôn, thuần chay luôn. Còn vegetarian thì có ăn trứng và có uống mật ong, vân vân. Đó, thì mình thấy khá là hay và khá là đơn giản, và mọi người vẫn to khỏe, vẫn tràn đầy sức sống. Thế là Dung bắt đầu ngày hôm đấy, Dung quyết định là mình trường chay, nhưng mà Dung không ép mình là phải ăn chay như thế nào đó, hoặc là ăn chay trong bao nhiêu năm. Nhưng chỉ muốn là mình cắt hẳn thịt cá trứng sữa và không ăn nữa, chỉ ăn chay 100% luôn. Thế là mọi người, một người mà thích ăn tôm, Dung thì cũng không có thích ăn thịt, gần như thì trong cơ thể của Dung nạp thịt động vật cũng khá là ít từ trước đến bây giờ. Dung thích ăn tôm, thích ăn cá, là một người không bao giờ nghĩ rằng là mình có thể ăn chay một cách ngon lành như vậy. Và ngày đầu tiên khi ăn chay thì mình ăn khá là ngon, và từ đó bắt đầu Dung cứ ăn 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 ăn, cứ làm như vậy, và cũng không có còn luyến tiếc đến đồ ăn mặn. Bởi vì khi mà mình ăn chay buổi đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba và sau đó nữa, thì mình thấy rằng cái đại tràng dạ dày của mình trở nên tốt hơn, và những cái triệu chứng về trào ngược dạ dày nó cũng giảm dần, về cơ thể của mình nó khỏe lên. Không phải là khỏe lên sau đó, nhưng mà nó khỏe lên trong một thời gian, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng sau đó. Và Dung cảm thấy rằng là nó tiết kiệm được cái thời gian nấu nướng của mình, và Dung đã dành cái thời gian rảnh rỗi đó để học tập, nghiên cứu, hay là mình làm cái gì, điều gì đó mà mình thích. Và đặc biệt là Dung hướng về cái vấn đề tâm linh nhiều hơn, ngồi thiền này, rồi nói cái này thì mọi người đừng có cười, nếu bạn nào không quan tâm đến tâm linh thì cũng đừng có để ý nhé. Dung tụng kinh, có ngày thì có, ngày thì không, nhưng mà về thiền ấy, thì hầu như là mỗi ngày ít nhất là 1 ngày 1 buổi. Còn khi rảnh rỗi thì Dung sẽ tranh thủ là sáng tối đó, và mình hướng về tâm linh nhiều hơn. Và từ đó thì Dung thấy cái sức khỏe của mình nó có những điều rất là kỳ lạ và không thể giải thích được, là mình khỏe lên, mình khỏe mạnh lên, và mình không có trong cái giai đoạn mà bị bệnh ấy, thì Dung rất là lo sợ về cái vấn đề sức khỏe của mình không hiểu vì sao. Còn bây giờ, đến bây giờ thì với Dung thì Dung đã chủ động về vấn đề sức khỏe của mình, Dung cũng không còn một cái nỗi lo sợ nào về việc mình sẽ bị bệnh, hoặc là mình sẽ chết đi, hay là gì cả. Mà Dung chỉ sống trong mỗi một giây phút ở hiện tại, mình cố gắng mỗi một giây phút nào còn sống. Thì có một câu nói của một cụ bà mà Dung thấy rằng là khá là hay, để Dung tìm lại rồi có gì Dung chia sẻ với mọi người sau. Và Dung đọc vào đâu đó, hình như là Dung nhớ rồi, để Dung gửi cái hình ở đây cho mọi người xem. Bà năm nay là qua 60 tuổi, hình như là gần 80 rồi đó hiện tại bây giờ. Và bà có nói một cái câu nói rất là hay, và bà hiện tại là đang sống ở Mỹ. Và nếu bạn nào mà muốn học tiếng Anh, hay là muốn giỏi về tiếng Anh ấy, thì mọi người có thể xem những cái kênh YouTube của người nước ngoài, người Mỹ, người Anh, hay là Úc, New Zealand nói tiếng Anh, thì mình có thể vừa học được này, mà mình vừa có vừa học vừa cuộc sống, học về cái cách họ chia sẻ. Vì Dung rất là thích xem kinh nghiệm của những người già mà còn trẻ trẻ khỏe, thì họ có những cái bí quyết gì. Dung rất là xem những người như thế, bởi vì họ rất là điềm tĩnh, một người đầy trưởng thành, đầy chín chắn, và rất là nhiều. Đó là một cái kho tàng mà mình cần phải học hỏi. Và mỗi một cái video mà họ ra thì mình xem, mình rất là đam mê xem những người lớn tuổi như thế. Thế là để Dung sẽ để cái hình ở đây, hoặc là cái YouTube của bà, để cho mọi người xem nhé. Bà có nói rằng là tôi không biết chắc chắn rằng là không ai biết được rằng là mình có thể sống mãi mãi, mình có thể trường tồn mãi mãi, nhưng mà bất kỳ một giây phút nào tôi còn sống ở trong cuộc đời này thì tôi sẽ mãi mãi luôn luôn chăm sóc sức khỏe cho mình, cả về
tinh thần, lẫn về thể chất, hay còn gọi là về thân và tâm. Đấy, cho nên nhiều những cái, rồi từ đó như bắt đầu giống như là vũ trụ hướng mình ấy, để đến lúc cái duyên nó đã đến hướng mình đi theo, theo dõi những người ăn chay, rồi những người ăn thô, rồi xem những cái người mà có những cái nguồn năng lượng khá là tích cực, rồi Dung nghe pháp nhiều hơn. Dung là một người không có phản đối về tôn giáo, nhưng mọi người Dung rất là tôn trọng bất kỳ một loại, một cái tôn giáo nào thì cũng đưa con người ta đến cái sự giải thoát, đến cái sự hạnh phúc. Nhưng mà chỉ có những người mà truyền tải lại ấy, hoặc là cái quy định những cái lý trí của con người, hay là khi mình áp dụng cái tôn giáo đấy, có thể mình làm quá nó lên hoặc là mình làm sai lệch nó đi, thì nó sẽ ảnh hưởng cho những người thế hệ sau này. Khi mà mình xem, bởi vì cái nguồn gốc, nguồn cội từ trước mình đã bị mất, cho nên bây giờ mình những cái giới trẻ bây giờ khi người ta xem lại thì các bạn ấy cũng rất là hoang mang và không 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 có rõ được rằng nó là như thế nào. Cho nên khi nói đến cái vấn đề tâm linh là một vấn đề khá là nhạy cảm. Nhưng mà hầu hết giới trẻ chúng ta, không Dung không nói là tất cả mọi người, nhưng hầu hết chúng ta rất là khó khó chịu và không thích nghe cái chủ đề này lắm. Đấy, và khi mà Dung đã biết rằng là đến một cái giai đoạn nào đó mình cần phải thay đổi, và đặc biệt là mình thấy sức khỏe của mình tốt hơn, thì tại sao lại không? Và đó là cái cơ duyên đưa đến Dung cho đến ngày hôm nay. Và đây là, đó là một trong những cái lý do trong cái giấc mơ đấy, và còn nhiều những cái nguyên nhân nhỏ nhỏ khác, nó những cái nhân duyên tốt lành khác nó kết hợp lại, và lý do là ngày hôm nay mọi người được ngồi đây để thấy Dung chia sẻ, và Dung có cơ hội để chia sẻ với mọi người về những cái câu chuyện trong cuộc sống của mình, và đặc biệt là vấn đề ăn chay ăn thô, hay là về quan điểm sống về tình yêu. Không nhất thiết là phải lúc nào cũng nói về ăn thô, nhưng mà Dung lập ra cái kênh này là mục đích là để cho mình trải nghiệm xem thử là mình có ngồi trước đám đông mình có thể nói chuyện được không. Và Dung thấy rằng là mình có khá là nhiều những cái vấn đề cần phải chia sẻ, tại sao mình phải giấu. Bất kể là không cần thiết mọi người phải gặp trực tiếp Dung hay là gì cả, nhưng mà trong một cái duyên nào đó, nhờ vào YouTube, Dung đã có cơ hội gặp gỡ mọi người và mọi người biết đến Dung. Và Dung vô cùng thấy mình thật là may mắn và hạnh phúc, và Dung rất rất là biết ơn về điều đấy. Cho nên Dung hy vọng rằng là thông qua cái câu chuyện này, hay là bất kỳ một câu chuyện nào, hay là một cái nhân duyên nào đấy ở trong cuộc đời chúng ta, nếu chúng ta thực sự dành thời gian để trở vào bên trong, lắng nghe cái tiếng nói ở bên trong của mình và kết nối mình với chính mình với vũ trụ, thì mọi người sẽ thấy rằng chúng ta và vạn vật xung quanh và là một cái gì đó, một phần của vũ trụ, là con của trời đất. Cho nên là chúng ta không thể tách rời, và nhìn thì có vẻ là khác nhau về hình thể, nhưng mà tất cả mọi sự sống, mọi sự vật hiện tượng trên trái đất này, trong đó có cả sự sống của con người, kể cả cái cơ thể này của chúng ta, nó khác nhưng mà nó là một. Cho nên rằng là khi mà mọi người có một cái lối sống hướng về bên ngoài nhiều quá, chúng ta sẽ khá là mệt, chúng ta sẽ khá là vất vả và khổ đau. Điều quan trọng nhất, mọi người có bao giờ tự hỏi rằng là mọi người có thấy rằng là tình yêu mình trông chờ vào cái sự quan tâm, lo lắng và yêu thương của người khác, nó giống như là mình chơi, Dung không biết dùng từ nào nữa, nhưng mà nếu mà Dung có dùng từ không đúng thì mọi người bỏ qua nhé, tại vì đang quay trực tiếp như thế này nên Dung cũng không có chuẩn bị gì cả. Nó giống như là một cái ván bài vậy đó, có thể lúc có khi thắng, có khi thua, nhưng không ai chắc chắn rằng là lúc nào mình cũng thắng. Nghĩa là khi mình trông chờ người khác mang lại hạnh phúc cho mình thì cái điều đấy nó khá là nguy hiểm. Nhưng mà chỉ có khi mà chúng ta kết nối lại với chính mình thì chúng ta mới nhận ra và mới biết rằng cơ thể này chúng ta là một, là hai nhưng mà là một, là một nhưng mà là hai. Bởi vì chỉ có cái cơ thể này mới đi theo chúng ta đến cái giây phút cuối cùng trong cuộc đời, đến cái hơi thở cuối cùng. Đây là một người bạn tốt nhất, một người bạn tuyệt vời nhất, chân thành nhất và yêu thương chúng ta nhiều nhất. Kể cả cái tình yêu của bố mẹ dành cho con cái ở đâu đó, nó cũng có một cái sự ích kỷ ở trong đó. Bởi vì bố mẹ luôn luôn muốn con mình đạt được cái này, đạt được cái khác, làm được điều này thì mình sẽ hài lòng, mình nở mặt để mày với bạn bè, hàng xóm láng giềng. Nhưng mà đôi khi bố mẹ cũng không thể tự hỏi rằng là
cái điều mà bố mẹ muốn con cái muốn chúng ta làm đấy, chúng ta có đang hạnh phúc để làm điều đấy hay không, bất kỳ đó là điều gì về công việc, cuộc sống, kết hôn, lập gia đình, quen biết ai hay những mối quan hệ của chúng ta, hầu hết là bố mẹ chúng ta cũng rất là muốn kiểm soát và muốn biết rõ về điều đấy. Không dung không phủ nhận đó là cái tình yêu, sự quan tâm, nhưng mà tình yêu mà không có một cái tình yêu không có tỉnh thức, không có sáng suốt ấy, thì nó không xuất phát từ cái tấm lòng, từ cái tình yêu thực sự của mình. Tình yêu thực sự là một sự cho đi, không mong cầu nhận lại, và cũng không có điều một cái điều kiện gì cả. Bất kể người đó như thế nào, mình vẫn luôn yêu họ. Và chúng ta thì thường có cái thói quen là yêu thích những người dễ thương, những người hay khen chúng ta, những người hay làm những điều tốt đẹp cho ta, tặng quà cho ta, lì xì tiền cho ta, hoặc là họ có một cái lợi ích gì đó mang lại cho ta trong cuộc sống, trong công việc, thì chúng ta mới thấy yêu quý họ. Còn những người đáng ghét, những người nói những lời khó nghe, những lời người không mang lại lợi lộc gì cho mình, hoặc là những người không có phục vụ, không có thỏa mãn cái tôi và những cái mong muốn của mình, những cái mong cầu của mình về vật chất lẫn tinh thần, thì chúng ta dường như rất là ghét họ. Đến bây giờ thì Dung đã và đang tập để yêu những người không dễ thương. Những người dễ thương thì dĩ nhiên là ai cũng yêu quý rồi, nhưng mà bây giờ Dung sẽ tập đối xử với những người không dễ thương và những người dễ thương với một cái tình yêu như nhau, một sự quan tâm như nhau, bất kể là họ làm, nếu như cái người làm cho mình những điều tốt, những người dễ thương, thì mình cảm ơn họ vì những gì họ đã làm cho mình. Những người không dễ thương và không mang lại cái lợi lộc gì cho mình cũng vẫn đối xử như họ như vậy, và mình thầm cầu nguyện cho họ giải được cái nghiệp. Cái nghiệp là những cái điều xấu xa ở bên trong của họ, những cái tiêu cực bên trong của họ, và cầu mong cho họ kiếp sau sẽ được biết tu tập chuyển hóa để cho có kiếp sau có được một cái cuộc đời, hay là ngay cả trong kiếp này họ sẽ thay đổi và trở thành một người tốt hơn. Khi mà chúng ta có được một cái tình yêu bằng cái, hay còn gọi là trong giáo lý của nhà Phật thì chúng ta gọi là đó là tâm từ, thì Dung tin rằng cái năng lượng của mọi người sẽ lan tỏa đi rất là xa. Mọi người không cần làm gì, không cần nói gì, cũng không cần làm quá là nhiều cái điều gì, chỉ cần ở đâu đó mọi người xuất hiện thì cái nguồn năng lượng đó nó lan tỏa không chỉ cho con người không, mà cho vạn vật, cây cỏ, hoa lá, những cái sinh vật sống xung quanh chúng ta cũng được hạnh phúc và được hưởng lấy cái nguồn năng lượng đấy. Và nguồn năng lượng đấy thì các bạn sẽ không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Có những thứ trong cuộc đời, trong cuộc sống và những cái điều ở trong vũ trụ này, không phải rằng là kể cả khoa học cũng không thể giải thích được đâu mọi người. Không phải cái gì mà mình, có những thứ mà mình nhìn thấy bằng mắt, mình nghe thấy bằng tai, nhưng mà nó không phải là sự thật. Nhưng có những thứ chúng ta không nhìn thấy được, không nghe thấy được, nhưng nó hiện hữu ở đó. Chỉ là vấn đề chúng ta làm thế nào để có thể kết nối được lại với cái nguồn năng lượng đó, đưa chúng ta về một cái tầm nhận thức mà đáng lẽ chúng ta phải là, và cố gắng để phát triển cái tâm thức của mình về vấn đề tâm linh nhiều hơn, thì mọi người sẽ thấy rõ những cái gì mà Dung nói. Tâm linh không phải là một cái gì đấy nó quá là trừu tượng, hay là nó là một cái gì đấy quá là ma mị đâu mọi người. Tâm linh chỉ đơn giản là cái trở về với cái tâm thức của mình, quay trở lại với cái nguồn cội của mình, trở vào bên trong nhiều hơn, mình kết nối với chính mình nhìn thấy, khi mà mình hiểu rõ cái cơ thể của mình hiểu rõ thân tâm của mình như thế nào, mình đang buồn ra làm sao, mình đang phức tạp ra làm sao, mình đang vui như thế nào, mình đang toan tính như thế nào, mình đang tốt với một ai đó hay mình đang xấu với một ai đó, sống trong tỉnh thức và sống trong cái giây phút hiện tại, mình thấy rõ mọi thứ ở trong cái giây phút hiện tại, mình hiểu rõ mình đang như thế nào, thì từ đó mọi người sẽ hiểu rõ mọi thứ xung quanh mình đó. Cho nên về cái điều đấy thì cái đấy gọi là tâm linh, chứ nó không phải là một cái gì gọi là quá là ảo tưởng mơ mộng hay là một cái gì đó huyền bí đâu, mà chỉ đơn giản là chỉ cần mọi người thực tập, thực hành thiền định, và đặc biệt là ăn uống tối giản, sống đơn giản tối giản, ăn ít lại và ăn rau củ trái cây nhiều hơn, tập thiền định nhiều hơn, vận động kết nối lại với thiên nhiên, thì mọi người sẽ thấy được rằng mình là khá là may mắn khi được sinh ra làm con người. Vậy thì con người là phát triển về trí tuệ, về những cái gì nó nằm ở đây, chứ không phải là mình chỉ tập trung vào
một cái hình thể to bự, nhưng mà cái này nó không có phát triển thì nó thật là đáng tiếc. Và chỉ có cái việc tu sửa thân tâm thì chúng ta mới cái trí huệ của chúng ta mới được khai mở và mới được phát triển, và đưa chúng ta lên một cái tầm nhận thức mới. Chúng ta sẽ hiểu rõ chân lý của vũ trụ, của vạn vật xung quanh chúng ta, thì từ đó chúng ta mới có được một cuộc sống bình yên hạnh phúc, và bớt những mong cầu, những mong muốn lại. Bởi vì cuối cùng rồi thì mọi người có cố gắng chụp bắt hay là nắm giữ cái này hay cái kia, thì cuối cùng rồi ở trên giường bệnh, những cái lúc mà chúng ta khổ đau nhất, những cái lúc mà chúng ta cần sự sống nhất, chỉ cần thở thôi chúng ta cũng không thở được, là phải cần vào sự hỗ trợ của một cái gì đấy. Thì lúc đấy, kể cả người khi mà nằm trên giường bệnh ấy, và gần với sự sống, gần với cái chết, thì cái sự khổ đau của tất cả chúng ta đều như nhau, bất kể bạn có một cái nguồn gốc hay là bạn sinh ra trong một gia đình như thế nào, thì đến giây phút đấy những cái mong cầu cũng đều như nhau. Bởi vì chúng ta, tất cả những người bệnh thì đều mong mình được sống, được thở, cho nên đến khi đấy rồi mọi người sẽ nhận ra khổ đau trên thế gian này tất cả chúng ta đều có như nhau hết đấy. Cho nên khi Dung hiểu được những cái vấn đề đấy rồi, đến thời điểm hiện tại bây giờ Dung không có để tâm đến những cái vấn đề, không có kế hoạch nhiều trong tương lai, không có nghĩ về quá khứ nhiều, mà Dung muốn sống và enjoy hạnh phúc trong mỗi một giây phút ở hiện tại. Điều này nó làm cho Dung không những một trong những cái lý do mà làm cho mình có một cái sức khỏe khá là sức khỏe trở nên tốt hơn, rồi kết hợp với ăn thô thì khá là tuyệt vời. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé mọi người. Thôi chết, hồi nãy giờ Dung làm cái ly nước chanh ấm này mọi người, để Dung uống một miếng nha, hơi khát nước. Dung mê nói chuyện với mọi người. Dung quên nước bây giờ nó hơi nguội rồi, sáng nay Dung cũng uống một ly nước này sau khi vận động xong. Thì một tí nữa Dung sẽ làm một ly sinh tố xanh để uống. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe sự chia sẻ của Dung và giải thích về một cái cơ duyên và cái giấc mơ đưa Dung đến ngày hôm nay, đặc biệt là từ ăn thô chuyển sang từ ăn chay chuyển sang ăn thô, và trên con đường phát triển tìm hiểu về tâm linh, về phát triển thay đổi và học tập, để chúng ta có thể phát triển và tìm ra được con đường thực sự làm cho mình hạnh phúc. Và cảm ơn mọi người đã luôn luôn dành thời gian ở đây để lắng nghe Dung, và mỗi một cái video Dung ra thì Dung biết rằng là mọi người cũng khá là mong chờ có những cái video. Thì có thể là bởi vì khi mà quay, hoặc là nếu mà Dung không có ra video thường xuyên, mọi người, là Dung bị khớp khi mà quay lại, cho nên cái gì cũng cần phải thực hành mỗi ngày. Dung sẽ cố gắng, Dung đang thử thách mình là mỗi ngày sẽ cố gắng ra video đều hơn để xem thử như thế nào. Cho nên có những cái video thì nội dung nó cũng không có được hay lắm, hay cái việc nói của Dung nó không có được trôi chảy lắm, nên chỉ mong mọi người đón nhận Dung giống như là một người bạn, một người em, một người con, một người cháu, một người chị, hay là một ai đó ở trong gia đình của mình. Thì mọi người từ đó mọi người sẽ không có cảm thấy khó chịu vì những cái gì mà Dung đang nói, và mình dành cái tình yêu và sự bao dung đấy, là nhắc lại như là tâm từ này đó mọi người. Nó rất là khó, nhưng mà nếu chúng ta thực tập thì bản thân mọi người cũng sẽ thấy hạnh phúc. Mình không có còn vướng bận, không có còn vướng víu bởi ngoại cảnh. Chúng ta luôn luôn hạnh phúc, và không có một cái gì có thể tác động đến cái tâm lý hoặc là cái tư tưởng của chúng ta cả. Cảm ơn mọi người một lần nữa rất là nhiều, và Dung chúc cho mọi người một ngày cuối tuần thật là vui. Bây giờ thì Dung sẽ đi xe sinh tố, và những cái video sau thì Dung sẽ cố gắng chia sẻ về cái chủ đề. Thực ra cũng không có kế hoạch gì đâu mọi người, thôi cứ để cho muốn quay về cái gì thì quay tùy duyên nhé mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều ha. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những cái clip tiếp theo. Bye.